tao đang vào ga nha, tao vào ga để bốc hàng nha. Này, chúng ta xem tàu này sẽ bốc rất nhiều loại hàng hóa để chuyên chở nha. Đầu tiên là một quả trứng nè, một chiếc máy trộn bê tông nè, một chiếc xe ô tô trộn bê tông nè. Trứng có con vịt nè, thật là tuyệt vời. Ở đây xe ô tô trộn bê tông, xuống đây nào. Tàu chở rất nhiều thứ nha, rất nhiều đồ chơi nha. Để chuyển hàng đi nha.
Bóng cung này,